nay mới đi làm về nữa các bạn ơi. Thì bây giờ đói bụng quá, bữa nay mình không biết ăn cái gì. Bây giờ mình mới uống có ly Starbucks à. Bây giờ mình suy nghĩ coi hôm nay mình chưa có quay cái nhà hàng nào cho các bạn. Thì bữa nay mình quyết định là đi ăn Taco Bell các bạn. Thì taco là một cái món ăn rất là thông dụng, ý rất là bình thường ở bên Mỹ. Nhưng mà bên Việt Nam thì ít ai ăn taco lắm. Taco là cái gì? Bữa hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đồ ăn Mỹ, Taco Bell. Taco Bell nó giống như là bánh bánh xèo của bên Việt Nam mình đó. Nhưng mà bên Việt Nam mình thì khi mà mình ăn bánh xèo á thì mình sẽ gói với rau cải. Bây giờ các bạn sẽ ăn bánh xèo kiểu Mỹ nó ngon như thế nào? Các bạn đi. Ok các bạn ơi, mình đã tới nơi rồi. Bây giờ vợ mình đang tám. Bây giờ mình sẽ vô cái nhà hàng này, nó có cái chuông các bạn. Khi mà các bạn qua bên Mỹ các bạn thấy cái nhà hàng có cái chuông, đó chính là cái nhà hàng nổi tiếng Taco Bell. Thì nó có khắp nước Mỹ luôn, các bạn có thể ăn bánh bánh taco, các bạn thấy không? Nó giống như bánh bánh xèo gì đó, nhưng mà bánh xèo của bên Việt Nam á là rau cải ở ngoài và cái bánh ở trong, nhưng mà bánh xèo bên Mỹ á là cái bánh ở ngoài, rau cải ở trong. Bây giờ mình sẽ vô order. Ok. Ôi trời ơi, vậy thì mình sẽ quay cho thì nó coi có cho các rất bạn là nhé. nhiều loại các bạn, nó thật sự nó quá trời loại luôn, mình không biết mua cái nào luôn á. Bây giờ mình mua 12 loại khác nhau cho các bạn coi nhé. Bây giờ thì vợ mình đang lấy nước các bạn, thì ăn ăn cái này cũng giống như ăn chỗ khác thôi, mình uống nước được miễn phí luôn. Bây giờ mình sẽ kêu 12 loại khác nhau cho các bạn coi. Đây kia coi, uống nè, quá trời nước luôn các bạn. Uống 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 này đi, uống này mới nè. Không có chắc ghi nghiện. Ủa mấy cái máy này xịn luôn các bạn. Sau hơn 1 phút trời đợi thì họ đã đem ra taco các bạn. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ unboxing đi. Đây là cái hộp taco, cái này gọi là body pack. Thì ở trong này nó có 12 loại taco khác nhau. Ok, thì các bạn cứ tưởng tượng cái taco này giống như là bánh xèo đi. Ok, bây giờ mình sẽ ăn bánh xèo kiểu bữa nay đi ăn đồ Mỹ các bạn. Bây giờ mình sẽ bốc thăm trúng thưởng đi. Trong này có 12 cái, mình sẽ ăn nó để coi cái này là gì. Thì nếu mà các bạn nào chưa ăn thử cái này á, thì các bạn cứ ăn thử đi, nó rất là ngon, nó ăn rất là lạ. Đây là các bạn cứ tưởng tượng giống như là cái bánh xèo của mình đi đó, các bạn thấy không, nó rất là giòn. Thì bánh xèo bên Việt Nam của mình á là rau cải ở ngoài, thịt ở trong, nhưng mà cái bánh xèo của Mỹ gọi là taco á thì cái bánh ở ngoài và cái thịt ở trong, các bạn thấy không. Thì bây giờ mình sẽ ăn với loại sốt nào? Nó có nhiều sốt lắm Nó có nhiều sốt lắm, nó có sốt cay nè các bạn, tương ớt cay nè. Bây giờ mình sẽ ăn cái này. Cái này là thịt bằm các bạn ha. Bây giờ mình sẽ chấm cái này. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ tương đây các bạn ơi. Thì ở trong này nó gồm có thịt bằm đó, với lại chi nè các bạn. Thịt bằm nè, chi nè, xà lách nè. Ok, bây giờ mình sẽ ăn thử cho nó ra cái giống gì ha. Ở trong này nó có miếng thịt bằm các bạn, rất là ngon. Này cũng cay nữa hả? Khi nào các bạn ăn á, nó cho các bạn cái miếng giấy để đựng. Thịt thì ít mà chi thì nhiều. Cái này là thịt bằm nha các bạn. Vì giống nhau hả? Đâu khác nhau? Hai cái khác nhau. Hai cái hả? Và cái gì mình ăn nhiều loại không thôi. Em muốn ăn chi, loại chi vậy? Thật ra khi mà ăn cái này á, cái ngon là cái phần thịt này các bạn, cái phần thịt này đó. Còn cái phần rau này chỉ là ăn phụ thôi. Giống như ăn bánh xèo á. Bây giờ mình sẽ ăn cái thứ hai các bạn, bánh xèo chân bãi. Bây giờ ủa nó không có làm loại khác, ta để coi.
của nó không? Bữa nay tụi nó không có làm loại khác các bạn ơi. Bữa nay tụi nó làm 12 cái giống nhau luôn. Chắc là hồi nãy mình quên kêu. Bây giờ mình sẽ bỏ từng ớt vô. Rồi thường thường đó, khi mà mình mua 12 cái á, thì tụi nó sẽ làm 12 cái khác nhau cho mình. Nhưng mà bữa nay tụi nó không có làm. Hồi nãy là mình ăn á, cái cây dừa. Bây giờ mình ăn cái cây fry rồi, nó như cây như lửa đốt vậy đó. Quán luôn ăn cái này rồi. Rất là ngon các bạn. Thì đây là bữa ăn tối của mình. Ăn ngon quá không được nữa. Các bạn thấy không, đúng, lâu lâu đi ăn đồ nước hoài rất là ngon. Bữa nay mình sẽ ăn hết 12 cái taco. Nãy giờ là mình ăn hết 2 cái rồi. Bây giờ ăn cái thứ ba. Nãy giờ ăn 3 cái bánh xèo rồi. Ăn cái bạch đen đi. Không biết hả? Các bạn coi channel của mình là mình đi biết bao nhiêu nhà hàng luôn. Mà mình chưa đi hết nữa. Mình sẽ cố gắng đi rất là nhiều nhà hàng khác nhau để cho các bạn biết mỗi nhà hàng nó có cái đặc điểm gì. Để sau này các bạn nếu mà có dịp qua Mỹ á, các bạn sẽ biết ồ cái nhà hàng này rất là ngon, ồ cái nhà hàng này Nhân Lì đã từng đi. Thì cái bánh này á, khi mà các bạn làm ở nhà cũng rất là dễ. Cái khó là cái thịt thôi, cái thịt á các bạn làm không được. Mà các bạn làm không ngon. Tạo được của mình thôi. Bữa nào cũng đi về làm được của mình ăn. Nếu mà thấy mà các bạn muốn này á, các bạn nên ăn liền đi. Tại vì khi mà các bạn đem về nhà, cái này nó bị bủng rồi, nó bị mềm á, nó không ngon nữa. Nó có mẫu quá trời chi. Cái này là chi đó các bạn. Nó gọi là phô mai. Phô mai là bơ đến. Bơ đến gọi là bơ. Ngon quá. Người Mỹ á, họ thích ăn mấy này các bạn. Lúc mà mình mới qua Mỹ á, mình ăn mấy này mình ăn không được. Cái mùi nó kỳ lắm, cái mùi nó giống như là mùi thẩm thẩm vậy á. Nó cũng giống như người Mỹ không có ăn sầu riêng được gì đó. Nhưng mà ăn mà rất ngon các bạn. Không đặng nhiệt này. Đâu đâu các bạn đi ăn đồ ăn khác nhau cũng ngon cái một. Để anh chụp hình gửi cho Trung Đặng cũng thèm á. Thấy vô Trung Đặng. Mình có thằng bạn thân ai nấy lo các bạn. Thằng bạn thân này nó thích ăn taco lắm. Tại hồi lúc mà đi học á, nên nó quen được con gái Mexico các bạn. Mà mình nói với bạn mấy con gái Mexico nó quậy lắm nha. Kỳ nó luôn. No. Các bạn biết không? Mình nói á, mình kể cho các bạn nghe ha. Ok. Thì khi mà người Việt Nam mình mới ở Mỹ á, là cái ngày đầu tiên á là mình đi kiếm việc làm. Cái tháng đầu tiên á là mình để dành tiền. Nhưng mà người Mỹ các bạn biết không, cái ngày đầu tiên mà họ qua Mỹ á,
Và cái ngày ngày đầu tiên là họ phải đi làm móng tay móng chân. Cái ngày thứ hai là họ đi vũ trường. Cái ngày thứ ba là họ đi sòng bài. Giống như là khi mà họ qua được Mỹ rồi, các bạn họ muốn hưởng thụ hơn là họ muốn đi làm. Bởi vì người Mỹ họ qua Mỹ họ rất là quậy. Tại vì họ sống rất là khổ các bạn. Họ sống ở Mỹ rất là khổ. Trong khi đó người Việt Nam mình qua bên Mỹ á, rất là tiết kiệm nha. Thì hồi đó thằng bạn, hồi đó thằng bạn thân của mình á, nó quen được con nhỏ Mỹ các bạn, nhỏ nó quậy lắm. Nó cho nó ăn cà cồ ở dưới đường hiền. Nãy giờ mình ăn 3 cái, 4 cái rồi. Tối nay ta còn chịu cơm. Hôm nay em ăn 2 cái mà chưa ngán hay nha. Anh ăn nào? Cái thứ tư đó. Xảo rồi. Cái này cái thứ tư các bạn. Thấy không? Thấy không ai biết. Rồi về. Ừ. Mở ra. Nóng hỏi luôn các bạn ơi. Nóng hỏi vừa thổi vừa ăn luôn. Wow các bạn. Bây giờ á, các bạn xịt cái hot này lên đi. Tiếc qua bữa nay ấy, tụi nó không có đem 12 cái khác nhau ra để mình review cho các bạn coi. Coi nó có sự khác biệt gì. Để làm sao nha. Tại vì nó muốn làm sao. Và em bị nứt ra. Cái này là cái thứ tư nha các bạn. Và em bị ướt là nứt ra. Ồ. Nó bị nứt rồi các bạn. Đây mình để lâu quá cái bánh nó mềm mềm, bởi vì cái này mua ăn liền nó ngon. Anh đang lên sóng vợ chồng bạn anh đang sống hạnh phúc mà anh nhắc chuyện bạn anh sẽ quên em muốn đốt nhà ta anh. Quá ngon các bạn ơi. Các bạn thấy không? Có nhiều người á, họ nói qua Mỹ không sướng. Nói thật sự với các bạn, mình nói qua Mỹ rất là sướng. Cái bột đen cay ngon nha. Quên bên Mỹ á các bạn biết không? Mỗi một ngày các bạn đi ăn một nhà khác nhau, các bạn không cần phải nấu ăn luôn. Các bạn cứ đi ăn hoài luôn, nó rất là rẻ. Các bạn thấy không? Đâu cần phải nấu ăn đâu. Được ăn biết bao nhiêu món luôn. Nhưng mà tại vì cái lối sống ở Mỹ nó làm cho các bạn rất là thoải mái. Các bạn không cần phải là người giàu có hay là các bạn không cần phải là người có tiền mới đi ăn nhà hàng mỗi đêm được. Tại vì khi mà những cái cửa hàng nó mở ra là nó nhắm tới những cái người bình thường các bạn, chứ không phải nó nhắm tới những người có tiền. Quá ngon các bạn ơi. Bé ăn chưa hết được. Em muốn miếng thịt. Trời. No quá các bạn ơi. Em cũng bắt đầu đến rồi. Tại cái bánh nó nở rồi. Bây giờ còn 4 cái. Để mình ráng ăn cho hết thì không thôi bỏ uổng các bạn ha. Tại cái kênh của mình là không có được bỏ phí các bạn. Mình ghét nhất là những người nào ăn bỏ phí á. Bây giờ thì cái bánh này nó bể rồi, bởi vì mình không có cầm kêu tới cái đường. Mình để cầm cái này thôi. Thì vài bữa nữa mình sẽ đi ăn thử nhà hàng Pháp. Hôm bữa nữa mình đã đi ăn nhà hàng Ý rồi, bây giờ nên ăn thử nhà hàng Pháp các bạn. Đó là Bon Boucher.
Ăn sáng kiểu Pháp các bạn, ăn tối kiểu Pháp luôn, nó có tối kiểu Pháp luôn. Okay. Bữa nào dẫn vợ đi ăn tối kiểu Pháp các bạn. Thằng này nói mua thêm cho vợ ăn mà 3 tháng rồi ta. Nửa năm rồi chứ, 3 tháng không, nửa năm rồi. Ngon quá bạn. Nhưng mà bên Việt Nam mình bán cái này chắc tiền lắm ha. Chỉ cần xào thịt bằm xào, xong rồi rau cải với này, rồi bà mua bánh này về bán. Sẽ đi về. Thì bây giờ trước khi đi về thì vợ mình phải ghé ngang cái cây này để chăm nước các bạn. Mình phải chăm 2 ly đi về. Thì giờ bên hồi nãy mình đã uống cái loại này rồi, nó cũng ok. Bây giờ mình sẽ uống loại trà chanh. Trà chanh này nó có cái mùi sòi các bạn. Để uống coi nó có gì ngon không nha. Không thích cái mùi này. Ồ, cái trà chanh mùi sòi ngon lắm em. Anh em có âm ray rồi nè. Bây giờ vợ mình đang chế hết mấy cái nước này chung với nhau các bạn. Không có âm ray rồi. Ok, bây giờ đã quậy xong rồi thì mình đi về thôi trước khi họ đuổi mình. Anh, cái này nó cứ chết rồi, hay vậy. Bây giờ cái chỗ này nó vắng te các bạn, tại vì trời cũng đã tối rồi. Nãy giờ uống 4 ly nước rồi các bạn, chắc tụi nó đuổi mình.